cùng với học sinh trên cả nước và toàn tỉnh, 1.545 học sinh trường tiểu học Hải Nam, thành phố Vũng Tàu đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học này, trường tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những hình thức mới mẻ, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy độc lập sáng tạo của học sinh, xây dựng bầu không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.